Chiều ngày 12 tháng 10, tại hội trường nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 900 bạn sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin đã có buổi trò chuyện chuyên đề về tư duy khởi nghiệp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thi, Giám đốc khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và anh Phạm Duy Hiếu, CEO Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong buổi trò chuyện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thi và anh Phạm Duy Hiếu đã giúp cho các bạn sinh viên hiểu thế nào là khởi nghiệp, bản chất của khởi nghiệp, thế nào là tạo ra giá trị khác biệt. Các địa chỉ tin cậy hỗ trợ khởi nghiệp và cách để bảo vệ ý tưởng khởi nghiệp trước các nhà đầu tư đều được hai diễn giả hướng dẫn một cách hài hước và sinh động. Các bạn sinh viên rất hào hứng tham gia tương tác với hai diễn giả. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đã giúp các bạn có cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn về khởi nghiệp và giá trị cuộc sống. Buổi trò chuyện nhiệt huyết về khởi nghiệp dường như đã dẫn dắt các bạn sinh viên đến với một khung trời mới, nơi hội tụ niềm đam mê cũng như khát khao khẳng định giá trị khác biệt của bản thân.